bạn vẫn mặc bộ đồ ngủ hơn 2 ngày thì vui lòng đọc thông tin kinh khủng này ngay và luôn. Khoảng bao lâu thì bạn thay đồ ngủ? Sự thật là hầu hết chúng ta đều không nhận thức được khoảng bao lâu thì ta thay một bộ khác và giặt bộ cũ đi là tốt nhất. Theo Dailymail, đàn ông thường khoảng 13 ngày thì thay đồ ngủ một lần, còn đối với phụ nữ, con số đó là 17. Tuy nhiên, có một sự thật đáng phải lưu ý là chúng ta thật sự phải thay bộ quần áo chúng ta mặc đi ngủ mỗi ngày. Nhiều người tránh vấn đề này bằng cách chọn ngủ nút, trong khi đó cũng có nhiều người cảm thấy thoải mái khi mặc liên tục một bộ đồ ngủ mỗi đêm liên tục trong 2 tuần. Đã đến lúc chúng ta phải bỏ thói quen tệ hại đó đi. Việc bạn mặc mãi một bộ đồ ngủ chắc chắn sẽ vô cùng gây hại đến sức khỏe. Dưới đây là 8 lý do có thể sẽ thuyết phục được bạn. 1. Nhiễm trùng. Hầu hết mọi người mang theo một lượng vi khuẩn nhỏ tích tụ trên cầu da của mình. Đó là một loại vi khuẩn rất phổ biến trú ngụ trên da của chúng ta, trong mũi, miệng, và thường thì chúng không gây ra điều gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, nếu bạn mặc cùng một mảnh vải trên người liên tục nhiều ngày, vi khuẩn tụ cầu sẽ bắt đầu tụ tập trong quần áo của bạn và phát triển mạnh. Cuối cùng, sự gia tăng của các vi khuẩn này có thể sẽ dẫn đến việc chúng chui vào trong da và làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể. Hãy giặt và thay đổi đồ ngủ thường xuyên để giết chết khuẩn tụ cầu và ngăn ngừa nhiễm trùng có thể xảy đến bất cứ khi nào nếu như chúng ta không cẩn trọng. Phòng ngừa vẫn tốt hơn, đúng không? 2. Mụn và u nang. Mụn luôn là một trong những rắc rối lớn nhất của bất kỳ ai. Vừa mất thẩm mỹ, đôi khi còn đau đớn nếu là cục mụn to hay là mụn nhọt. Trong vài trường hợp, tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu bạn không kịp thời ngăn chặn. Khi bạn không thay đồ ngủ, các loại vi khuẩn, dầu, các tế bào da chết bắt đầu tụ tập lại trong các lớp vải. Tất cả những thứ phiền toái đó sẽ tích tụ lại trong các lỗ chân lông của bạn trong nhiều đêm liên tiếp, và điều này thì không tốt chút nào. Tình trạng này có thể dẫn đến lỗ chân lông của bạn bị chặn và viêm nhiễm, từ đó biến thành mụn khó coi và đau đớn và u nang bã nhờn. Theo WebMD, nổi mụn và u nang cũng sẽ trở thành những điểm nhập cảnh tuyệt vời cho vi khuẩn và virus khác bạn có thể có trên da của mình. 3. Mạt bụi. Mạt bụi là sinh vật cực nhỏ sống trong mỗi gia đình. Bạn không thể thoát khỏi chúng hoàn toàn, nhưng bạn chắc chắn nên làm tất cả mọi thứ bạn có thể để loại chúng ra khỏi giường và khu vực ngủ. Mạt bụi thích ăn da chết, vì vậy chúng thường bị thu hút tới giường và bộ đồ ngủ của bạn. Bộ đồ ngủ bẩn sẽ chứa nhiều mạt bụi hơn, góp phần làm tồi tệ hơn các vấn đề về đường hô hấp, đặc biệt là khi bạn đang ngủ. 4. Gây nặng mùi. Chúng ta đều biết rằng không tắm hoặc giữ cơ thể sạch sẽ có thể dẫn đến mùi hôi thối. Để loại bỏ mùi hôi thối khó chịu, bạn cũng phải chắc chắn rằng bộ đồ ngủ của bạn được sạch sẽ. Đồ ngủ bẩn có xu hướng hấp thụ mồ hôi vào ban đêm khi mà vi khuẩn bắt đầu phát triển và tạo ra mùi hôi. Nếu bạn tắm vào ban đêm và sau đó mặc bộ đồ ngủ bẩn, đồng nghĩa với việc bạn đang cho những vi khuẩn có hại có mùi một cơ hội để xâm chiếm cơ thể bạn. 5. Cảm giác không sạch sẽ. Mặc đồ ngủ bẩn vào ban đêm cũng có thể khiến bạn cảm thấy cáu bẩn vào buổi sáng, đặc biệt nếu bạn là một người hay chảy mồ hôi vào ban đêm. Theo Good Housekeeper, đó là bởi vì trong đêm bạn sẽ hấp thụ bất cứ điều gì từ bộ đồ ngủ của bạn vào làn da của bạn. Nếu quần áo ngủ của bạn bị bẩn, bạn sẽ cảm thấy bẩn lây luôn cả người mình. 6. Những đêm không ngủ. Ngủ trong bộ đồ ngủ sạch sẽ làm cho bạn cảm thấy sảng khoái, ấm cúng và hoàn toàn sẵn sàng để thả mình vào giấc ngủ. Ngược lại, ngủ trong bộ đồ ngủ bẩn có thể khiến cho bạn khó chịu vào ban đêm vì cảm giác ngứa ngáy da đầu hay chỉ là không thoải mái trong bộ đồ ngủ của bạn. Ngoài ra, thu hút bụi vào ban đêm cũng có thể ảnh hưởng đến hô hấp ban đêm của bạn, Điều này dẫn đến ngáy ngủ và gián đoạn giấc ngủ. 7. Dị ứng. Ngủ trong bộ đồ ngủ đã qua sử dụng có thể dẫn đến một bước chuyển biến nghiêm trọng trong dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng với bụi thì bạn nhất định phải thay đổi bộ đồ ngủ của mình mỗi ngày. Dị ứng bụi, hen suyễn và các rối loạn hô hấp khác sẽ tồi tệ hơn vào ban đêm bởi vì nó làm ta khó thở khi nằm. Bên cạnh đó, thêm vào sự tích tụ của bụi và các tế bào da chết càng làm cho nó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. 8. Nhiều bệnh lặt vặt khác. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ bẩn, bạn đang yêu cầu hệ thống miễn dịch của mình chống lại một sự tấn công liên tục của vi khuẩn tụ cầu, biến chứng đường hô hấp trên và vi trùng mụn gây ra các loại dầu. Tất cả những yếu tố làm suy yếu phòng thủ của cơ thể bạn nói chung. Điều đó có nghĩa rằng bạn thường có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, nếu bạn thấy khó chịu ở dạ dày hoặc bị cảm cúm, đồ ngủ bẩn của bạn có thể là một trong những nguyên do.